một, hai, ba. Rồi. Ủa, thật ra là nha quý vị ngủ nhiều hay là ngủ trưa là ảnh hưởng tới trí thông minh đó, tới phát triển trí não đó, nhưng mà tại sao em có bí quyết nào mà em ngủ nhiều nhất mà em vẫn là một người thông minh đáng lẽ trong tim vậy? Một ngày em ngủ bao nhiêu tiếng? Ra thì bà nào mà hay coi của Brazil cũng có thì phải một người phải nắm cho mình. Brazil một phút chắc phải nắm một tỷ lần. Thì khi đi thì chương trình cũng vậy. Thì thay vì mình căng thẳng với mọi người, mình chọn cách mình ngủ. Thì mình nghĩ cái đó nó ok, tại vì mọi người ngồi, mọi người cứ buồn gì, mình đánh một chất đi. Nhiều lúc mà mình đang chạy nước miếng thì mấy anh cũng kêu lại, mơ đâu có kiếm được một quay. Đó, cho nên là khi mà áo xếp là gì, tất cả thì mình đều chọn cách mình nhắm lại. Xong mình ngủ gì đó, còn cái ai kêu mình quay 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 xong mình về. Đó, thì là cho nên là trong khi nhắc về vấn đề ngủ thì mọi người chỉ là mình thôi, thì ok, nếu mà mình là người đang ngủ thì mình nhận cái điều đó. Tức là mình nghĩ là có những người không muốn ngủ nhiều, họ không ngủ nhiều đâu nha. Nhưng mà họ bị mất ngủ, nếu như họ không ngủ nhiều, chứ mình nghĩ ngủ nhiều là một chuyện đáng tự hào luôn. Đúng không ạ? Đây qua, người ta mê ngủ mình rồi. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn em. Và bây giờ thì các bạn hãy cho chúng tôi được biết trong tim của mình ai là người khỏe nhất. 1, 2, 3. Ủa em chỉ ai vậy Dũng? Em chỉ ai? Khoan, em chỉ ai vậy? Chỉ đại đúng không? Ai khỏe không phải là mình được đúng không? Vâng. Nhưng mà chắc chắn là cái câu hỏi này là tất cả mọi người đều có thể biết được, nhìn cái thể hình thôi là chúng ta cũng biết, và hình như đây cũng là một cái công việc của Dũng ở trong cuộc sống hàng ngày là huấn luyện viên thể hình đúng không? Em chia sẻ cho em không? Tại vì cái niềm đam mê của em chỉ đó là bên tay trái thôi, còn công việc của em là bên dân phòng. Em đam mê từ năm thứ hai rồi, nhưng mà cái nghề này em rất thích, nhưng mà em phải về nhà phải nối nối nghiệp của mẹ, nên là mình không thể mảng chơi về cái ngành nghề của mình nữa, mình nghĩ là dừng rồi thì mình phải làm một cái vấn đề theo một mẹ thì mình nhà mất mình em rồi. Có nghĩa là tuy là rất là đam mê nhưng mà mình cũng phải gác lại để mà mình phục vụ cho những cái niềm mơ ước lý tưởng của bố mẹ đặt vào cho mình. Bây giờ chúng ta đã biết ai là người khỏe nhất rồi, vậy thì ai hay làm mệt nhất? 1, 2, 3. Ai hay bị mệt đó, hay làm mệt đó, hay thở dốc đó. Rồi 1, 2, 3. Yếu nhất đó, yếu nhất đó. Dạ thì chị Lưu Diệp bị kỳ, ai là người yếu đúng nhất và hay thai nhất? Anh ơi, ở tim em mà không ai mệt nha. Rất là khỏe luôn nha. Suy ra là em nhìn em đó. Thôi coi như là chúng ta chưa có câu hỏi này nha quý vị và các bạn ơi. Và bây giờ ai hay nói xạo nhất trong tim? 1, 2, 3. Rồi, người thông minh hay nói xạo? Nói xạo và lưng lẹo có phải là một không em? Không ạ. Không ạ. Tại vì thế thì mình trung thực quá nên là thôi có bán rồi. Chứ nói chuyện với nhau mà nói chuyện hết thì thôi. Còn gì đâu mà nói, thì thôi em nói xạo một tí. Nhưng mà có một cái là đến khi mà kết thúc câu chuyện rồi á, em cần thú nhận đó thì mọi người biết là em nói xạo. Cái là mỗi khi mà em nói cái gì đó thì cũng đang mua thì mọi người mới hỏi em có thật không quan, em kêu thật rồi mới tin. Mà đến cuối câu chuyện em chưa xảy ra không, bây giờ em xạo à. Nhưng mà nói chuyện không cứ bắt em nó xạo chơi luôn nha. Tại đây nó xạo nó cười rồi, ai cũng nói thật thôi. Hỏi anh Phát mà anh thầy thầm ngồi luôn rồi, nó chuyện Phát không. Nhưng mà qua ngày anh này từ tập 1 cắt tin xong rồi đến tập 2 anh chưa thấy em nói sao, nó làm như thế nào được. Hay là từ tập mà anh out rồi thì em mới nói sao? Thì anh em lúc đấy tập mình hơi căng. Không cần tài tập thôi, anh em tài quát quát nhau rồi. Vậy là lúc mà em bận thì em sẽ nói thiệt, còn khi mà em rảnh thì em sẽ nói xạo đúng không? Bận thì ngủ. Rồi, bây giờ thì sẽ là câu cuối cùng nha. Trong tim mình ai là người điệu nhất?
1, 2, 3. Rồi ai minh chứng cho cái điều này? Xin mời một không một thành viên nào đó. Phong, xin mời Phong sẽ tố cáo cái sự liệu này của bạn Phạm Kim. Phạm Kim có một cái tật mà chỉ là tật hay vuốt tóc, đi đâu cũng vuốt. Bây giờ bảo anh ơi đẹp chưa? Anh đẹp chưa? Lúc nào đi qua người ấy, ta thể cảm nhận như là khi đi qua một cái hương nào đấy, kiểu gì Kiên cũng đứng lại và vuốt tóc người đàn ông được chưa? Mặc dù Kiên chỉ một kiểu tóc thôi, người đàn ông vuốt tóc. Kiên rất điệu nhưng mà Kiên lúc nào cũng hỏi em là anh ơi cái tính của em đâu, cái quần của em đâu, điệu nhưng mà không thể là không sao lan man một tí cho mọi người hiểu hơn về Kiên để mọi người đâu. Rồi chúng ta đã có những cái câu hỏi và qua đó các bạn đã hiểu thêm về Tiên Thương Giang tại The Next Gentleman. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho 6 chàng trai của chúng ta để 6 tính cách như cách nào cũng rất là dễ thương không ạ. Và xin mời ban tổ chức có thể dọn dẹp những chiếc ghế này để chúng ta đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Rồi xin mời các bạn đứng lên nha. Bây giờ sẽ mời 12 bạn fan đang có mặt ngày hôm nay tại đây để mà chúng ta sẽ cùng tiến lên để tham gia một trò chơi nho nhỏ với các thành viên của team. Và quà ai nấy lo, mà đầu tiên có nói với các em là đúng không, chuẩn bị quà cho các fan của mình nhé. Bây giờ rồi, hai thành viên của Cao Phát, Lưu Cao Phát, xin mời hai bạn nào tiến lên nhanh nhất ạ, xin mời. Trời ơi, chưa có biết thì cái gì. Rồi, hai thành viên của Quang Dũng đó ạ. Xin mời hai bạn fan của Quang Dũng tiến lên. Ôi rồi, xin mời bạn. Đợi một bạn nữa đi ạ. Xin mời bạn. Tiếp theo sẽ là fan của Hoàng Anh đâu, xin mời hai bạn. Cưng Cao Phát, em thấy fan của em rồi nhé. Chỉ cần được lên trên sân khấu thì làm gì cũng làm nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hai thành viên trong team Phạm Kim. Lớp dư viên chú Cà Mau Phát và em một lúc em...